sơn điệu tiên ni vương mẫu đất đất na phủ dày núi sâu ký tiên nhà ni Salam thanh giá
địa tiên cũng thỉnh mời mẫu đệ nhị địa tiên thích xưa sinh thành trong đời sông dương nhan sắc khác thường mẫu hình dòng nhan sắc khác thường giá danh đổi một hình hương khôn bì ai lấy làm mi dặn thương mối thả mi kiếp hay nguyền người lãnh đạo thắm về đâu dạ dối lắm nào lắm cốt đi dạ dối lắm nào thung nguyên nào biết thảm sâu hơi phèn tiên miền quê dễ xui lòng trần thế xót xa chiến đan hải an lưu nhiên minh muông ra du tử ngưỡng vô hương hóa đôi đắc thanh hương chỉ tâm tiền phù nhất sâu biên thập phương nằm mô hương vân cái bồ tát ma tát nằm mô hương vân cái bồ tát ma tát nằm mô hương vân cái bồ tát ma tát dòng nhan khai quang thập bờ rêu quang biên chiếu từ sung ngã ti tăng cung giảng kim phổ hòa thân thần thanh sư tiên trung ương ca lăng tật xuất sinh vô kim đỉnh dòng nhan thập bờ rêu quang biên sa la thanh gia hồi cung tiên thanh đệ tam cung thỉnh mời tiên thanh xích lâm long ngự dây tòa thoại cung sớm kết lan phòng kinh xuyên sớm kết lan phòng thảo mai tiểu thiên đem lòng gieo hoan chẳng xét thời gian kinh xuyên trường chẳng xét thời gian và người lỡ để lầm than đi sao đây đỉnh đỉnh non xanh một bình kho võ sơn nguyên từng núi cỏ ngàn cây sao là thanh gia cung hương đốt chi ân chín lần soi thấu dãy tốc lòng lòng phải tâu linh thông nhất tôn ông thỉnh mời để nhất tôn ông đi anh linh chắc ra phi phong nhiệm màu gió bất kỳ nổ
đồng nghi thiên a ba mươi. Phải mau theo thầy kịp xin áp đáo bản đàn.
đầu áp cổ chân tay bình dòng lại xin hóa phép thần thông. Giang phủ trưng đàn có lớn về giang phủ trưng đàn trước là chu chấp đàn gen cho đồng hưởng cho mọi sự hành thông. Cái đàn đi trước là chu chấp đàn duyên phen đầy ra uy trần thế gian coi. Dòng nhà đi khai quang thập cổ diệu quang minh phả chiếu đàn duyên ngã thích tam cũng già kim phục hoàng thần thật thành chúa tiên trung vương. Lại nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng mì cây thông lại nảy đôi thông dường già bốn mùa phẳng đằng can qua. Ban lộc tiếp tài ơn trên ban lộc tiếp tài ban danh ban diện ban công ban quyền cứu đâu thời đó bình yên. Công đức thể sạch trong lầu lầu nước này lấy ở thượng thiên, lấy ở thượng thiên nước này lấy ở thượng thiên đi đồ cho đệ tử thiên tiên thọ trường từ đây siêu hạnh phàm thường. Tên thương thủy như lai điển khai khai thần nhượng siêu quang minh khai thần cầu thông biết khai diện diện uy linh khai thanh tâm sao đồng khai đốt năng độ hành song nhan thập kỳ quang đi chứng hình nhân. Chúng sinh khô ngà kiêm định để khai quang phá chiếu hình nhập nhật. Dần dần sai thụ đức vật 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 sai thông linh môn khai chiêu sư giao hóa cảm thông. Phong nhan thập đồ diệu quang biên chứng hình nhân.
sớp đồ đi nổi cơn giông cây cối đổ xô thành ra ngồi cùng giám sát thuyền cài trên thượng hàng có giám sát thuyền cài trong chi tiết địa không sai vân tôn quan đi ra võ đặng vân đi bát an công tử xa gần đến làm tôi nắng nôi rời làm đại hàn nghe nắng cho sư mệnh thang thường
giang phủ khai đàn cũng đến về giang phủ khai đàn trước là chu chấp đàn diện cho đồng đồng cho mọi sự hành thành thành chúng ta đi cung phụ lễ thứ muôn vàn tốt tươi dòng dòng nhan khai quang phật cờ diệu quang linh chiếu từ trung ngã thích tăng cúng già kim phục hoàng thất thật thánh chúa tiến trung dường lại nở ra rồng trứng rồng rồng lại nở ra rồng thì cây thông lại thấy đôi thông ruột là một mùa phẳng đặng tan quan dân thầy an quốc thái xương ca chơi rồi bất thần phải đạo chúa tôi ban lộc tiếp tài trên ban lộc tiếp tài ban danh ban diện ban công ban quyền cứu đâu thời đó bình yên khai dương mở hồ hôm nay khai dương mở hồ bát công đức thủy sạch trong lầu lầu nước đầy lấy ở đồi ngang lấy ở đồi ngang nước này lấy ở đồi ngang đổ cho đệ tử muôn vàn tốt tươi đổ cho tài lộc trên đời vinh hoa phú quý hơn người xuân qua đổ cho phúc đặc mà xa trăm trăm hai ngàn ách tông ra bên ngoài đổ cho tư thứ xuân lại như lai điểm hai thần nhượng chiếu quang minh thần nhị nhị thính thanh thông tị thông năng xú thần cầu thông năng xiếp điểm khai khai thần thủ thông năng cử khai thần tâm khai thần phúc năng độ hành dòng nhan thập tử diệu khai quang phả chiếu hình nhân
nỉ. Thank you.
vòng xích bích ni hồ quân trẻ hồ du lịch ni bốn phương có phen quân phú sông thương giờ về tỉnh bắc quá gian đi lục lấy ở lạnh ra nước này lấy ở lạnh ra nghi đồ cho đệ tử mua
tốt tươi đổ cho tài lộc trên đời, vinh hoa phú quý hơn mười xuân qua đổ cho phúc đắng hà sa. Tắm mắt cho đồng lớn lê, tắm mắt cho đồng người, tắm cho chim hiến đồng tân mắt, tắm cho đồng đủ thanh tân tinh thần hoan lạc đã đang mọi người đồng qua bên sông về. Tân phong thủy như lai điển khai khai thân nhiều chiếu quang minh ai thần thổ thông huyết khai diện diệt uy linh khai tâm tâm sao động khai thúc năng bộ hành song nhan thập đồ diệu quang minh chứng hình nhân. Thể như lai dòng nhan thật cờ hiệu quang vinh chứng nốt ban đầu ngã tích tam cung già kim phụng hoàng thần cật thánh chúa tiên trung vương ta thần gia ân từ đi lân mật chúng sinh cố ngã kim đỉnh để khai quang phá chiếu thập phương.
ni hải môn. Thập bát ni hải môn tòa lãnh giang xanh vi thank you.
cần đại đi mũ quỷ tâu năm ba đồng tử theo hầu vào tâu vương phủ lên sầu mẫu vương truyền thủy hộ côi hà
thiên binh vạn mã hằng hà kéo ra hoạt thì sai chấn trung tâm. Sâu điệp kim ngân dâng lên sâu điệp kim ngân mài về tủ đôi chép biên dành ngày phê cho một tự trường sinh. Sư phú sư quý khang linh thọ trường phê cho sư vĩnh khang cường. Con lễ trình đồng trần gian, con lễ trình đồng thỉnh quan đệ tử ngự trên công đồng phải bắt đầu. Kính hoa sư quan hoàng thảo xa sổ nhân gian tặng phiền sư vị bách hoa. Áp đáo bản đền đi áp phủ đồng nhân chữ răng giữ cách như thần. Hãy subscribe
sông phải bắt cầu kiều, muốn xin lộc thánh thì phải ra trình đồng quan về làm lĩnh quân cầu độ cho đệ tử được thăng đinh đời đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
điệp kim ngân dâng lên sứ điệp kim ngân ngài về tổ đội chép biên dành dành về cho tổ trường sinh này. Nhị tử trường sinh chu phê nhị tử trường sinh cùng nhà phú quý an ninh đời đời phê cho rất mạnh thôi đùa. Nốt tan
khúc châu lên lần dần. Phượng múa đôi bên quán lớn tuần sắc dáng ngự lên sập dòng kiếm chi tam rồi tiên thánh thượng ngàn dân văn tiên thánh
trên ngàn, đông cung trên đền tôn quan đi dáng đền này chứng đây. Do con dựng cây trên ngàn, do con dựng cây dưới khe cá lặn chim bay về ngàn. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cất tay thì ơn múa song đàn với tay số dịu ra mẹ hai thắt lưng lai giọt ngàn giọt vài kiều nước lai giọt ngàn giọt dài ngồi bước chung đi hai giáo hoa nhường xong tình sao bắt đầu ngập ngập hà tình à soi xuống đi phú dân cười xuống sông Nam Việt hồ phương thái cho lắm về đây tha nhiều bạn cho
đêm thanh cảnh vắng êm rời, ngồi trên đỉnh núi cất người hăng tăng tính tình sớm mua chiều ca. Chiếu dung công chúa ngự lâm cứu dân, thank you.
là
những lúc ngàn châu ý. Truyền về Nam Việt châu hóa phép mồ lâm lâm liệt ai đang đầu đội non buồn bị phai quỷ
và người mang bảo nhau khi xuân sang cách hoa đào ai đi lễ mẫu trên sơn trang bắc lệ ngàn. Xuân sang nở thắm hoa đào, ai đi lễ mẫu trên sơn trang mới về. Châu dễ dàng mà ai mà ăn nói mi thất chục châu bé ra điều của ngày mờ lỗ nhang phục thờ có phép thần cơ bói linh chúa rồi cứu bệnh nhân nhân bằng y nước thải tàn mờ nhang. Thank you.
đồng sơn trang trên ngàn dưới thoải hồ mát vì chờ lắng tai nghe chim sắp gọi nhau ứng ý à sân luôn mọi loài chờ soi cho già trẻ gái trai bước thân đã được soi đời vinh hoa soi cho hết cả thân xa xanh vì đời đem lại tuổi xanh cho đông.
cho yên xuống yên căn, cho yên bản mệnh cho tâm vững vàng, đồ cho con linh lịch sự khôn ngoan tình yêu. Chú em ơi, thân gia hồi cung